Vô cái phòng bên phải đó anh nhá. Một bệnh nhân phải bế vào như thế này đấy. Vô cái phòng bên phải đó anh nhá. Giờ đau thì chị nhiều đấy bà ơi. Mình nghe chơi là ngon được, khi được gì cũng được. Tất cả là ba ngôi ba mươi thầy, thầy từ chảy bọng với đôi vũi xuống rồi. Đau mệnh gì rất là. Mới bị vừa đi à? Mệnh bị khi chơi đấy, khi chơi. Khi chơi luôn à? Mình đi được bình thường xong rồi ăn cũng được, trở lên bệnh giấy cũng được. Muộn rồi thẳng rồi được mà muộn gạt cái chất thang bên đi là đau thẳng. Chân bên đi là không đau? Không. Bên đi là không, chắc chân đi thôi chứ. Chắc cái đoàn đi. Rồi, chuỗi rồi, chuỗi chân lên nào. Chân lên rồi được. Chân lên là chứ không chuỗi được luôn. Không, cực, chuỗi là đau. Ba được lấy đường thượng mấy lần nó bán. Chứ đau dây hay đau khởi. Ba đau ở trong nha, chỗ cháu đe đây đau không? Đỏ khi cho đau như tiếng tao. Còn... Tiếng đau, đau về sau đi. Ừ, đoàn sau đó. Đau chỗ đi. Đây luôn. Ừ, đau đó mà không muộn chuỗi thẳng ứng chuỗi được. Mày giống nghe, giống nghe anh mất được. Nó đó, kiểu rồi đó. Đấy đau này đúng không? Ừ, đau, đau đây. Ừ, đau nữa. Trước đi. Không. Trước đi không đau. Ừ. Ý như anh thật. Anh đi làm rồi. Ba luôn, có ba thầy tự nhiên chảy bọng bọng cha chứ. Rồi. Trước đi là không đúng không? Ừ. Thì đau cái bình dành như này tự bọng chữ. Trước đi là không rồi này. Ừ. Đấy xấu này. Nó mặt xấu. Đau đấy thôi này đúng không? Ừ. Đau rồi. Đau rồi nó cũng được thẳng. Ba năm miếng đi. Năm miếng bên này nó đau. Người. Bỏ rồi nó đau, bỏ rồi đau chứ. Ừ, đau. Chỗ đau thì nói cháu này nhá. Ừ, thì đau đỏ thôi. Rồi. Đây có đau không? Ừ. Hả? Ừ. Đây đau không? Không, đưa ta nhìn mới đau. Ừ, đau đó đúng không? Đây đau không? Không. Chỗ này. Không, đó là nhìn thấy đau không? À. Đây đau không? Nhìn là đau, nhìn là thôi. Nhìn là đau rồi chứ. Ừ. Có thể tê xuống dưới chân không? Đau đau. Đau tê xuống chân nhé. Ừ. Đấy. Đây đau không à? Có. Đây đau chứ. Từ đau là nhìn từ là đau. Đau đau tê xuống dưới chân luôn à? Ừ, đau. Đau tê xuống cái chỗ con cái này, ừ, đau dưới đây nhé. Ừ, đau xuống đầu nữa. Đấy đúng không? Ừ. Đấy đau này. Rồi. Đau ế xuống luôn này. Ừ. Rồi. Từ từ, chồng có đau nữa thì nói cháu nhá. Đấy đau không? Có. Đấy đau. Nhìn tâm nó đau. Rồi. Rồi. Chồng đấy đau không? Nhìn đau. Đau xuống đây. Ừ, đau, nó đau đâu. Đây đau này. Rồi, đau xuống đây không? Không. Chồng đi. Không, đó là chút bọt trần. Bọt này đau thôi đúng không? Ừ. Giờ nhé có đau không à? Không. Rồi. 100 năm rồi luôn. Rồi 3 năm rửa ra tí đi. Năm rửa ra tí. Ba hiện tại là bị đau cái dây thần kinh như này này. Chèn từ trên cái lưng này. Nó là thần kinh không to đấy. Nó đi xuống đây nó chảy qua cái chỗ này là chỗ dây thần kinh nó chảy qua thôi. Chứ bà không phải là đau trong cái khớp này đâu. Nhìn có thì tưởng là đau khớp. Không phải đau khớp. Nhưng mà không phải. Nhá. Ai mà là đau khớp. Chè từ đến này. Đấy, đi dưới. Đi xe đạp bình thường thì mở thích trôi ra rồi. Rồi. Từ nhanh thôi. Chảy bọng. Nào bọng. Dạ. Bây giờ nó toàn từ nhanh. Đau. Rồi bây giờ thì như của bà thì nhà cháu phải chấm cứu này. Rồi giác khơi này. Xoa bóp bấm huyệt này. Rồi là có máy xung kích nhà cháu xung kích cho này. Rồi điểm súng này, nói chung là làm một quy trình như đấy. Nó phải mất tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nhá. Rồi kết hợp với lọ uống thuốc. Thì sẽ có cả thuốc viên và cả thuốc bắc cho bà uống nhá. Đó, để điều trị còn lâu dài nữa đấy nhá. Ừ, còn cái này thì cứ yên tâm. Nhà cháu đã điều trị nhiều cá như thế này rồi và đã ổn rồi nhá. Đó, về này ba kiêng mấy cái đồ ăn này cho cháu này. Kiêng ăn thịt bò. Kiêng ăn đồ nếp.
số cái bánh trứng đấy nhá. Kiêng ăn cá mè. Và giờ và giữ ấm cơ thể, đừng có để lạnh quá nhá, càng lạnh nó càng đau. Và giờ trong giai đoạn này thì về chắc chắn cũng không đi được, nhưng mà về lưu ý là không có nằm để mềm ấy nhá, về là chỉ có điểm cứng đó. Nằm đệm càng mềm càng nóng. Đó, lưu ý như thế. Rồi, có một số cái lưu ý như thế thôi. Còn bây giờ thì để chấm cứu cho bà luôn nhá. Chịu khó bà nhá, cháu chấm cứu nhá. Nếu của bà thì chỉ còn chấm cứu mới giải quyết được thôi. Bà dạ. Bà ngồi bà thậm cảnh bặn qua cái bụng. Chỉ có tí có điện nó giật xuống là nó dễ chịu thôi. Trước đấy là khi mua đau đi chứ bà. Trước khi mua đau dữ dội đi à. Lần đầu tiên mà đau kiểu đấy đó. Quằn quại đó này bà ơi. Chèn dây thần kinh tỏa đấy. Còn bình thường mọi bữa nó vẫn đi lại bình thường chứ bà. Đầu tiên đó tử là đi. Rồi, ở đây bạn nhá. Anh nhấn cầy trước đi. Mình đi giờ chiều à ba? Mai là đi phắng phắng. Hy vọng là mai không cần phải ngơi bông rồi ba ơi. À đó. À đi tí nữa có đi được chứ ạ. Rồi ra được rồi chứ. Cái này có rút mà đúng không? Giờ có rồi ra được rồi này. Giờ chiều không ba? Giờ chiều chứ. Làm bao nhiêu giờ chiều chứ ba? Dậy được rồi nè thầy. Thử đi quá, đi được chưa? Đi từ từ thôi bạn nhá. Đó. Cái này thì bồng vốn ạ, dư thì đi được rồi nè. Đó. Dạ. Rồi, mai lên mình tiếp nhá. Mới mình có một bữa đấy này. Mà đi được rồi nè. Đó là anh ạ, cái này là bứng đi nè. Mới làm có lần mà đi thì ngon rồi thầy. Không có rồi được chứ. Mai làm tiếp nha bà nhá.